Tin tổng hợp sáng ngày 2 tháng 11 Tin tại Việt Nam, vụ cấp đất dương phòng hộ cho quan chức doanh nghiệp Chủ tịch, nguyên chủ tịch huyện bị kỷ luật khiển trách Nhà chức trách quận 7 thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu gắn camera giám sát tại quán nhậu. Tin thế giới, Netflix gỡ phim có bản đồ đường chín đoạn ra khỏi hệ thống ở Philippines. Thái Lan, Úc và Israel mở cửa đón du khách quốc tế. Tổng thống Mỹ Joe Biden gần như ngủ gật tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu ở Glasgow. Anh cảnh báo Pháp xuống thang trong vòng 48 giờ nếu không sẽ gặp rắc rối thương mại. Máy bay không người lái tàng hình AQ-180 bí mật của Mỹ được phát hiện trên khu vực Nam Mốt Hơn 11.000 binh sĩ không quân Hoa Kỳ chưa tiêm vaccine COVID-19. Xác tàu đắm của phát xít Đức châm ngòi tranh cãi ở Na Uy. Nữ Hoàng Anh tự lái xe xua tan lo ngại sức khỏe. Sập tòa nhà 25 tầng đang thi công ở Nigeria, nhiều công nhân bị vùi lấp. Quý vị và các bạn đang theo dõi mục tin tổng hợp sáng ngày 2 tháng 11 trên các nền tảng của DKN TV. Kính chúc quý vị có một ngày mới sức khỏe và bình an. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu chương trình là phần tin trong nước. Vụ cấp đất dương phòng hộ cho quan chức doanh nghiệp, Chủ tịch, Nguyên Chủ tịch huyện bị kỷ luật khiển trách. Kính thưa quý vị, liên quan đến vụ cấp đất rừng phòng hộ cho quan chức doanh nghiệp, vào chiều ngày 1 tháng 11, xác nhận với báo chí, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Đắk Nông xác nhận, cơ quan này vừa ra quyết định thi hành kỷ luật mức khiển trách, Chủ tịch, Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Song liên quan đến các sai phạm về đất đai. Theo đó, kỷ luật khiển trách đối với ông Nguyễn Xuân Thanh, Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Song, thời kỳ năm 2015-2019, và ông Nguyễn Văn Phò, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song, nay là Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Vì các sai phạm trong công tác quản lý đất đai, cấp đất rừng phòng hộ cho các quan chức doanh nghiệp để xảy ra việc lấn chiếm, san lấp. Trước đó, thanh tra tỉnh Đắk Nông đã đề nghị Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy kỷ luật ông Nguyễn Xuân Thanh, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song, vì đã ký công văn chỉ đạo cấp sổ đỏ cho hộ của ông Nguyễn Thanh Sơn, nguyên ủy viên ban thường vụ, bí thư đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Đắk Nông. Theo đó, ông Sơn đã không trung thực trong việc khai báo, lập thủ tục nhận 41,5 ha đất theo chính sách 135 trái với quy định sai đối tượng. Ủy ban kiểm tra Trung ương đã kỷ luật cảnh cáo đối với ông Sơn về những sai phạm này, yêu cầu địa phương thu hồi các sổ đỏ đã cấp, xử lý tài sản trên đất. Chuyển sang phần tin tiếp theo. Quận 7 thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu gắn camera giám sát tại quán nhậu. Kính thưa quý vị, Chính quyền quận 7 thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố kế hoạch thí điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống có bán sử dụng đồ uống có cồn kể từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 15 tháng 11. Ngoài việc yêu cầu các cơ sở kinh doanh phải bảo đảm tất cả người tham gia hoạt động kinh doanh, bao gồm chủ doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh và người lao động phải tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID dưới 6 tháng. Đáng chú ý, Địa phương này yêu cầu cơ sở kinh doanh lắp đặt camera giám sát và kết nối về trung tâm điều hành kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 và phục hồi kinh tế quận 7. Hoạt động kinh doanh phải kết thúc trước 21 giờ hàng ngày, công suất hoạt động tối đa 50%, diện tích kinh doanh tối thiểu 300 m2. Ngoài ra, cơ sở kinh doanh không được sử dụng máy lạnh, ưu tiên khu vực ngoài trời thoáng khí. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng chuyển sang phần tin thế giới. Netflix gỡ phim có bản đồ đường chiến đoạn ra khỏi hệ thống ở Philippines Kính thưa quý vị, Netflix hôm ngày 1 tháng 11 đã đưa hai tập trong loạt phim trinh thám Pan Gap của Úc ra khỏi hệ thống của họ ở Philippines sau khi Manila bác bỏ những cảnh cho thấy bản đồ thể hiện đường chiến đoạn mà Bắc Kinh dùng để thực hiện yêu sách chủ quyền trên Biển Đông. Trước đó, Philippines đã yêu cầu Netflix bỏ một số tập của một bộ phim này với lý do rằng bản đồ được mô tả trong chương trình là vi phạm chủ quyền của đất nước Philippines. Cả tập 2 và tập 3 của phim đã không còn ở Philippines vào cuối ngày 1 tháng 11 và Netflix thông báo trên nền tảng của họ rằng những tập phim đó đã bị gỡ bỏ do yêu cầu của chính phủ mà không giải thích chi tiết. Đầu năm nay, Netflix đã xóa Pangap khỏi hệ thống tại Việt Nam sau khiếu nại tương tự của chính phủ Việt Nam. Năm 2016, Tòa án quốc tế đã ra phán quyết bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, ủng hộ vụ kiện của Philippines. Tuy nhiên, Trung Quốc gọi phán quyết là vô căn cứ. Đường chín đoạn có những chỗ cách xa khỏi Trung Hoa lục địa tới 2.000 km và tiến vào sát bờ biển Philippines, Malaysia và Việt Nam chỉ vài trăm cây số. Chuyển sang phần tin tiếp theo. Thái Lan, Úc, Israel mở cửa đón du khách quốc tế. Kính thưa quý vị, hôm ngày 1 tháng 11, Thái Lan, Úc và Israel đã nới lỏng đáng kể các hạn chế nhập cảnh với khách quốc tế lần đầu tiên sau 18 tháng. Và đây là thử nghiệm rộng rãi về nhu cầu đi lại trên toàn thế giới trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Việc nới lỏng này trái ngược với việc thắt chặt phong tỏa ở những nơi khác, đặc biệt là ở khu vực Đông Âu, nơi số ca nhiễm đang tăng mạnh, và tại một số nơi ở Trung Quốc, vốn có cách làm không khoan nhượng với dịch bệnh, mặc dù có tương đối ít ca nhiễm được công bố. Hàng trăm du khách nước ngoài đã trích ngừa đã đến thủ đô của Thái Lan mà không bị cách ly, sau khi quốc gia Đông Nam Á này chấp thuận du khách đến từ hơn 60 quốc gia, trong đó có Mỹ và Trung Quốc. Một số nước châu Âu cũng nằm trong danh sách được Thái Lan tiếp nhận. Quốc gia này, vốn là một trong những điểm đến được ưa chuộng nhất châu Á, đang tìm cách tận dụng du khách Bắc Bán Cầu muốn trốn cái lạnh mùa đông. Tại Sydney, Australia, hàng trăm người đã được gia đình và bạn bè chào đón khi họ trở thành những người đầu tiên đến từ nước ngoài mà không cần giấy phép hoặc phải cách ly kể từ tháng 4 năm 2020. Mặc dù ban đầu việc đi lại chỉ được giới hạn ở một vài tiểu bang và chỉ cho phép công dân Úc, thường trú nhân và người thân của họ và công dân New Zealand, động thái này báo hiệu kế hoạch mở cửa trở lại đối với du khách và lao động quốc tế. Israel cũng nới lỏng các quy định du lịch hôm ngày 1 tháng 11, nhưng du khách nên đọc kỹ những cảnh báo trước khi lên chương trình đến nước này. Khách du lịch riêng lẻ được phép vào Israel nếu họ đã được tiêm mũi vaccine COVID-19 tăng cường, nhưng mũi cuối cùng mà họ tiêm cách này không quá 6 tháng với một số ngoại lệ. Du khách đi theo đoàn được miễn quy tắc 6 tháng, nhưng sẽ phải làm xét nghiệm PCR hoặc xét nghiệm kháng nguyên mỗi 72 giờ trong 2 tuần đầu tiên sau khi đến Israel. Chuyển sang phần tin tiếp theo. Anh cảnh báo Pháp xuống thang trong vòng 48 giờ nếu không sẽ gặp rắc rối thương mại. Kính thưa quý vị, hôm thứ Hai ngày 1 tháng 11, Anh đã cảnh báo Pháp hãy xuống thang tranh cãi về quyền đánh cá trong vòng 48 giờ nếu không sẽ phải đối mặt với các hành động pháp lý chiếu theo thỏa thuận thương mại Brexit. Ngoại trưởng Anh Lee Charles nói với hãng tin Sky, Pháp đã và đang đưa ra các đe dọa cực kỳ vô lý, trong đó có đe dọa đối với quần đảo Channel. Channel Islands gồm đảo Yoshi và đảo Guernsey và đe dọa đối với ngành đánh cá. Họ cần phải rút lại những đe dọa này, nếu không, chúng tôi sẽ sử dụng các cơ chế của thỏa thuận thương mại với Liên minh châu Âu EU để hành động. Bà Truss cáo buộc Pháp đang hành xử không công bằng và không tuân theo các điều khoản của thỏa thuận thương mại Brexit. Mặc dù ngành đánh cá chỉ là một phần nhỏ trong nền kinh tế của cả hai nước Anh và Pháp, nhưng lĩnh vực này đã đang đóng một vai trò lớn hơn về mặt chính trị thời kỳ hậu Brexit tranh cãi giữa Anh và Pháp về quyền đánh cá, đặc biệt leo thang sau khi hôm thứ Năm tuần trước, ngày 28 tháng 10, một thuyền đánh cá của Anh đã bị Pháp thu giữ và một thuyền khác đã bị phạt hành chính khi cập cảng Le Havre. Sau đó, tranh cãi tập trung vào việc Anh cấp bao nhiêu giấy phép cho Pháp đánh cá ở vùng biển của Anh thời kỳ hậu Brexit. Vào hôm Chủ nhật 31 tháng 10, Thủ tướng Anh Boris Johnson và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gặp nhau để thảo luận về căng thẳng leo thang. Chính phủ Anh sau đó nói rằng, vấn đề phụ thuộc vào Pháp có rút lại các đe dọa về tiếp cận cảng biển của họ hay không. Tuy nhiên, Tổng thống Macron lại nói, trái bóng đang trong phần sân của anh và ông hy vọng sẽ có phản hồi tích cực vào thứ hai ngày 1 tháng 11. Ông Macron nói thêm rằng căng thẳng Pháp-Anh hiện thời không còn là vấn đề song phương mà đó là vấn đề của EU. Tổng thống Biden gần như ngủ gật tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu ở Glasgow. Kính thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Joe Biden gần như đã ngủ gật trong cuộc họp thượng đỉnh về khí hậu ở Glasgow, Scotland vào hôm ngày 1 tháng 11. Theo những hình ảnh được các hãng thông tấn ghi lại, nhà lãnh đạo Mỹ đã nhắm mắt nhiều lần, nhưng một trong những nhân viên đã đến trợ giúp, tiến lại gần tổng thống với một câu hỏi. Tại hội nghị, khi phát biểu trong phiên khai mạc, ông Biden đã gửi lời xin lỗi tới cộng đồng quốc tế về quyết định của người tiền nhiệm từ Đảng Cộng hòa Donald Trump rút Washington khỏi thỏa thuận khí hậu Paris. Ông Biden đã nói: Tôi cho rằng mình không nên xin lỗi, nhưng tôi xin lỗi vì thực tế là Mỹ, chính quyền tiền nhiệm đã rút khỏi Hiệp định Paris và đưa chúng ta vào thế bất lợi. Vào năm 2017, Tổng thống Mỹ khi đó là Donald Trump đã tuyên bố Washington sẽ chấm dứt việc tham gia vào thỏa thuận khí hậu Paris. Ông Joe Biden sau khi tiến vào Tòa Bạch Ốc đã ký xác lệnh đưa Hoa Kỳ trở lại tham gia hiệp định này. Tiếp tục với một cập nhật đáng chú ý từ nước Mỹ. Hơn 11.000 binh sĩ không quân Hoa Kỳ chưa tiêm vaccine COVID-19. Kính thưa quý vị, chỉ còn vài ngày trước hạn cuối, tuy nhiên vẫn có hơn 11.000 quân nhân tại ngũ thuộc lực lượng không quân Hoa Kỳ chưa tiêm vaccine COVID-19. Theo số liệu do không quân Hoa Kỳ công bố, tính đến ngày 25 tháng 10, khoảng 96,4% phi công tại không quân Hoa Kỳ đã tiêm chủng đầy đủ hoặc tiêm chủng một phần. Điều này đồng nghĩa với việc có khoảng 11.462 phi công đã không tham gia chương trình tiêm chủng trước thời hạn ngày 2 tháng 11. Thời hạn bắt buộc tiêm chủng đầy đủ đối với các quân nhân dự bị là ngày 2 tháng 12. Một người sau 2 tuần tiêm chủng đủ liều vaccine sẽ được công nhận là đã tiêm chủng đầy đủ. Các thành viên lực lượng không quân Hoa Kỳ chưa tham gia chương trình tiêm chủng vaccine được cho là không tuân thủ nhiệm vụ. Một phát ngôn viên của lực lượng không quân Hoa Kỳ đã trả lời tờ Defense One trong tuần này. Chúng tôi đoán rằng chúng tôi sẽ không thể đạt tỷ lệ tiêm chủng 100%. Bất kỳ quân đoàn nào không hoàn thành việc tiêm chủng vaccine đúng thời hạn và không thuộc diện miễn trừ tiêm chủng vì lý do tôn giáo hoặc y tế sẽ bị coi là vi phạm trật tự hợp pháp và phải chịu kỷ luật theo Điều 92 Bộ Luật Thống Nhất của Tư pháp Quân sự. Họ có thể bị đưa ra tòa hoặc đối mặt với các biện pháp kỷ luật khác lệnh bắt buộc tiêm chủng xuất phát từ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lloyd Austin vào cuối tháng 8, trong đó yêu cầu tất cả quân đội phải tiêm vaccine nếu không thuộc diện miễn trừ. Người đứng đầu từng nhánh quân đội có quyền quyết định các yêu cầu chi tiết, bao gồm thời hạn cuối. Lực lượng không quân đã đưa ra thời hạn sớm nhất cho cả quân nhân tại ngũ và quân nhân dự bị. Phát ngôn viên của lực lượng không quân Hoa Kỳ đã trả lời tờ Jibok Times vào đầu tháng 10 rằng thời hạn này sẽ không bị lùi lại. Tính đến giữa tháng 10, hàng trăm nghìn binh sĩ trong các nhánh quân đội đã không tiêm chủng. Theo số liệu thống kê của Ngũ Giác Đài, đến ngày 27 tháng 10, hơn 381.000 quân nhân vẫn chưa tiêm vaccine, trong đó có gần 320.000 binh sĩ thuộc lục quân, lục quân dự bị hoặc lực lượng vệ binh quốc gia. Hiện tại, lục quân dự bị có thời hạn nới rộng nhất. Họ phải tiêm chủng đầy đủ trước ngày 30 tháng 6 năm 2022. Thời hạn của thủy quân và thủy quân lục chiến tại Ngũ là ngày 28 tháng 11. Lục quân tại ngũ phải tiêm trước ngày 15 tháng 12. Chưa rõ có bao nhiêu trường hợp miễn trừ tiêm chủng vì lý do y tế và tôn giáo đã được chấp thuận. Trước đó, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã yêu cầu từng nhánh quân đội phải cung cấp thông tin về số lượng. Lục quân đã không phản hồi yêu cầu và Hải quân cũng từ chối giải thích. Thủy quân lục chiến cho biết họ chưa chấp thuận bất kỳ yêu cầu miễn trừ vì lý do tôn giáo nào và từ chối nói về các trường hợp miễn trừ vì lý do y tế. Lực lượng không quân phản hồi tờ The Book Tham vào đầu tháng 10 rằng họ không theo dõi các yêu cầu miễn trừ và do đó không thể trả lời xem có bao nhiêu trường hợp đã được chấp thuận. Vào tuần trước, không quân Hoa Kỳ đã phản hồi các kênh truyền thông rằng họ sẽ bắt đầu công bố số lượng miễn trừ được phê duyệt sau thời hạn cuối. Tiếp tục chương trình với một tin tức đáng chú ý từ nước Mỹ. Máy bay không người lái tàng hình AQ-180 bí mật của Mỹ được phát hiện trên khu vực 51. Thưa quý vị, bức ảnh do tạp chí quân sự The Drive công bố hôm ngày 1 tháng 11 – được chụp bởi những người chứng kiến. Theo lời kể của nhân chứng, bức ảnh được chụp vào cuối tháng 10 ở gần hồ Krum, khi anh cùng với những người bạn nghe thấy tiếng động nhẹ ở trên cao và sau đó nhận thấy dấu vết trên bầu trời do một chiếc máy bay nào đó để lại. Ban đầu, người đàn ông cho rằng đã nhìn thấy máy bay ném bom chiến lược tăng hình B-2 Spirit. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu kỹ hơn vật thể bằng ống nhòm, anh đã nhận thấy thiết kế đuôi không giống với B-2. Theo ghi nhận của The Drive, rất có thể UAV tàng hình AQ-180 đang được thử nghiệm tại căn cứ quân sự bí mật đã lọt vào ống kính máy ảnh. Ngoài ra, tờ báo viết, chiếc máy bay không người lái trong bức ảnh rất giống với chiếc UAV được chụp trước đó ở phía bắc căn cứ không quân Edwards ở California và gần với Philippines. Vào thời điểm đó, UAV được nhìn thấy cũng được các chuyên gia dự kiến là AQ-180. Đồng thời, George Wright thừa nhận không thể tự tin nói chiếc máy bay này thực sự là AQ-180, vì cho đến nay, bất kỳ đặc điểm kỹ thuật nào của nó vẫn chưa hề được tiết lộ chính thức. Ngoài ra, các nhà phát triển thậm chí còn không nói rõ tên chính thức của chiếc máy bay không người lái mới này. Đồng thời, việc những hình ảnh được cho là AQ-180 xuất hiện trên mạng lần thứ ba đã khiến không còn nghi ngờ gì nữa. UAV này thực sự tồn tại. Tuy nhiên, thời điểm khi nào chiếc máy bay không người lái này sẽ chính thức ra mắt công chúng vẫn còn là một ẩn số. Chuyển sang phần tin tiếp theo. Xác tàu đắm của phát xít Đức châm ngòi tranh cãi ở Na Uy. Kính thưa quý vị, một xác con tàu đắm của phát xít Đức từ Thế chiến 2 đã gây ra tranh cãi căng thẳng ở Na Uy với hai luồng ý kiến trái chiều liên quan tới việc giữ hay bỏ nó. Theo trang tin NRK, con tàu sản xuất dầu cá có tên Hamburg bị chìm vào năm 1941 ở khu vực duyên hải Sponeve ở phía bắc Na Uy. Con tàu chính là bằng chứng sống của Claymore, một chiến dịch mà phe đồng minh thực hiện nhằm chống lại phát xít Đức ngày 4 tháng 3 năm 1941, khoảng 550 quân nhân Anh và Na Uy đã cùng di chuyển tới khu vực Ostervoy ở bán đảo Lofoten và tấn công các nhà máy sản xuất dầu cá trích ở Svonvel, Stemson, Henningsvel và Bretesnes, cũng như các tàu do phát xít Đức kiểm soát, bao gồm cả tàu Hamburg. Phát xít Đức sau đó đã đánh chìm con tàu này để nó không rơi vào tay Anh, rồi trả đũa bằng cách đốt nhà, bắt con tin đưa tới trại tập trung. Hiện con tàu nằm ở độ sâu dao động từ 5 đến 25 mét tùy thời tiết và một số ngày, một phần của con tàu có thể xuất hiện trên mặt nước. Câu chuyện đằng sau con tàu đã biến nó trở thành một trong những điểm đến yêu thích của các thợ lặn và những người ham mê khám phá. Tuy nhiên, con tàu lại nằm ở vị trí cản trở dự án mở rộng cầu cảng. Mặt khác, vì con tàu đã hơn 100 tuổi nên nó đã trở thành một di tích văn hóa cần được bảo vệ ở Na Uy. Điều này đã khiến cuộc tranh luận về việc giữ hay bỏ con tàu thêm căng thẳng. Giám đốc cảng ở khu vực Vagan Ole Oslen cho rằng tàu Hamburg đã gây ra mối đe dọa đối với các tàu lớn vào và ra cảng và đặt ra câu hỏi về tầm quan trọng lịch sử của nó, nhấn mạnh rằng con tàu không phải là chiến hạm mà chỉ dùng để sản xuất dầu cá. Trong khi nhà khảo cổ học cho Christian Storvik cho rằng điều quan trọng là phải bảo vệ con tàu, một trong những xác tàu chiến lâu đời nhất ở miền Bắc Naui. Một nhà khảo cổ khác là Stefan Wickler từ bảo tàng trường đại học Tromsø cũng đồng quan điểm khi cho rằng xác tàu có giá trị lịch sử và văn hóa lớn và nó nên được phát triển trở thành một điểm du lịch thay vì loại bỏ nó. Chuyển sang phần tin tiếp theo. Nữ hoàng Anh tự lái xe xua tan lo ngại sức khỏe. Thưa quý vị, nữ hoàng Anh Elizabeth II hôm ngày 1 tháng 11 đã tự lái xe ở lâu đài Windsor phá tan đồn đoán về sức khỏe của bà khi bà không thể dự hội nghị thượng đỉnh COP26 đây cũng là lần đầu tiên nữ hoàng Elizabeth xuất hiện ngoài lâu đài kể từ khi nhập viện qua đêm để kiểm tra sơ bộ hồi tháng trước. Nữ hoàng 95 tuổi hôm 20 tháng 10 đã đến bệnh viện King Edward VII ở London để kiểm tra sơ bộ, sau đó đã ở lại qua đêm và trở về lâu đài Windsor vào trưa ngày hôm sau. Đây là lần đầu tiên bà nhập viện kể từ năm 2013. Nữ hoàng đã hủy bỏ kế hoạch đến hội nghị khí hậu COP26 của Liên hiệp quốc khai mạc vào hôm 31 tháng 10 động thái hiếm gặp với một người làm việc không ngừng và luôn nhiệt tình ủng hộ bảo vệ môi trường. Điện Buckingham cho biết, nữ hoàng Elizabeth II đã thất vọng khi không thể tham dự hội nghị, nhưng quyết định được đưa ra sau khi bà được khuyên nên nghỉ ngơi. Theo các bác sĩ, nữ hoàng Elizabeth II, người sẽ kỷ niệm 70 năm tại vị vào năm sau, có thể tiếp tục thực hiện những công việc nhẹ nhàng tại bàn làm việc. Bà cũng sẽ tham gia một số cuộc gặp mặt trực tuyến, nhưng không tiến hành chuyến đi nào. Một nguồn tin giấu tên am hiểu tình hình tiết lộ, Nữ hoàng đã vô cùng mệt mỏi do cố gắng để bản thân bận rộn sau khi Hoàng thân Philip qua đời hồi tháng 4. Tại một sự kiện vào hôm 12 tháng 10, Nữ hoàng đã gây chú ý khi được bắt gặp chống gậy lần đầu tiên kể từ năm 2004. Truyền thông Anh đưa tin, Nữ hoàng gần đây còn ngừng dắt chó đi dạo và cưỡi ngựa. Nữ hoàng Anh được đánh giá là có sức khỏe rất tốt và thường xuyên tự lái xe ô tô. Đợt ốm được biết đến gần đây nhất của Nữ hoàng là vào năm 2013, khi bà phải nhập viện vì bệnh dạ dày, nhưng cũng chỉ phải nằm viện trong thời gian ngắn. Sập tòa nhà 25 tầng đang thi công ở Nigeria, nhiều công nhân bị vùi lấp. Kính thưa quý vị, vào ngày 1 tháng 11, một tòa nhà đang trong quá trình thi công đã bị sập ở Ikoyi, thành phố Lagos, trung tâm tài chính của Nigeria. Theo hãng tin AFP, giới chức chưa thể xác định bao nhiêu người đã bị mắc kẹt vào thời điểm tòa nhà bất ngờ sụp đổ. Các công nhân và dân địa phương đang nỗ lực để giải cứu các nạn nhân. Ông Femi Oki Ojanin Tolu, quan chức thuộc cơ quan ứng phó các tình trạng khẩn cấp ở Lagos cho biết: "Tòa nhà 25 tầng vẫn đang trong giai đoạn thi công, nhiều công nhân đã bị chôn vùi khi cả cấu trúc sập xuống. Chúng tôi đang tìm mọi cách để giải cứu họ. Hiện chúng tôi chưa nắm được bao nhiêu người thiệt mạng, nỗ lực cứu hộ vẫn đang được triển khai." Các công nhân có mặt tại hiện trường cho biết hàng chục đồng nghiệp của họ có thể đã bị mắc kẹt vào thời điểm tòa nhà đổ sập. Ikoyi là một trong những quận thương mại và khu dân cư giàu nhất tại thủ phủ tài chính Nigeria, quốc gia đông dân nhất châu Phi. Chuyển sang phần tin tiếp theo. Đồng sáng lập Apple, tôi chẳng thấy iPhone 13 có gì khác cả. Thưa quý vị, mới đây ông Steve Wozniak, đồng sáng lập tập đoàn Apple, đã chia sẻ với Yahoo Financial rằng tôi đã có chiếc iPhone mới rồi nhưng chẳng thấy có gì khác so với các phiên bản trước, có vẻ như phần mềm trong đó giống như những chiếc iPhone đời cũ hơn. Cho đến nay, nhìn chung iPhone 13 của Apple vẫn được công chúng đón nhận khá tích cực, dù một số nhà phê bình liên tục chỉ trích rằng các tính năng và cải tiến trong sản phẩm mới của hãng hầu như chẳng có gì khác biệt trong nhiều năm qua. Đây không phải là lần đầu tiên ông Wasniak đã bày tỏ sự không mấy hào hứng với việc ra mắt iPhone mới. Năm 2017, Ông đã gây chú ý khi nói với các phóng viên rằng iPhone X sẽ là chiếc iPhone đầu tiên mà ông không mua vào ngày đầu tiên ra mắt. Ông cho biết, tôi muốn đợi thêm chứ không mua, tôi hài lòng với chiếc iPhone 8 của mình. Đối với tôi, nó cũng giống như iPhone 7 và cả iPhone 6 nữa. Thưa quý vị, mục tin tổng hợp sáng ngày 2 tháng 11 của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe xin kính chào và hẹn gặp lại